Hồng đăng nhập giai Bảo trong Hoa Hồng trên ngực trái khiến nhiều người theo dõi bất ngờ. Phan gọi anh là Bảo Tuần Lộc vì trong phim Bảo yêu ai cũng bị cắm sừng. Là nạn nhân của ba người thanh nữ lăng nhăng, dần dà, Bảo Tuần Lộc đã có cái nhìn mất thiện cảm với hết thảy những người thanh nữ bao quanh mình, trong đó có Khuê Hồng Diễm. Trong một lần say xỉn, Bảo đã giải bày với Khuê rằng, phụ nữ các cô ăn gì mà lớn lên được, phản bội lại ân hận ngay được. Hồng đăng giai Bảo Tuần Lộc trong Hoa Hồng trên ngực trái. Trong phim, Hồng đăng hết lần này đến lần khác phải trải qua những khổ cực vì tình yêu bị phản bội thì cuộc sống ngoài đời của anh hoàn toàn khác. Năm 24 tuổi, Hồng đăng cưới Hoàng Hậu, người đam mê thủ gái lâu năm của mình. Kể từ lúc lập gia đình, sự nghiệp lẫn đời sống của Hồng đăng ngày càng thăng hoa. Năm 2011, Hồng đăng nhiều người biết đến với Gia Minh Khang trong Cầu Vồng Tình Yêu. Kể từ đây, anh trở thành soái ca trong mắt nhiều cô gái trẻ. Một loạt các bộ phim sau này của anh đều cộng hưởng từ thắng lợi của bộ phim ấy. Để có được như ngày hôm nay, ngoài tài năng, Hồng đăng còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ người Hoàng hậu đảm đang khéo léo. Hồng đăng và Hoàng hậu. Thậm chí vì kinh hồn tế khá lên và được thỏa sức với nghề mà Hồng đăng bị tiếng lấy Hoàng hậu đại gia, Hồng đăng chia sẻ, cô ấy yêu và lấy tôi lúc tôi chưa có gì, và đến khi cưới nhau được khoảng tầm một năm, tôi mới mở màn có tài chính. Có thể vì thế nên nhiều người đồn đoán tôi lấy Hoàng hậu giàu. Nếu như đó là sự thật, có lẽ tôi không là đăng của hiện giờ đâu. Vì năm như chúng tôi thích phô trương lắm, khác biệt là giới nghệ sĩ. Đôi khi có một họ gột nên 10. Đâu phải vất vả như hiện giờ. Và nếu như lấy Hoàng hậu đại gia, tôi đã không có ý muốn bỏ nghề. Dù Hoàng hậu không phải đại gia nhưng cô lại là hậu phương vững bền cho chồng toàn tâm, toàn ý cho nghề. Theo Hồng đăng tâm sự, Hoàng hậu anh tâm lý và thấu hiểu công việc của chồng. Dù chồng đóng phim với toàn mỹ nhân xinh đẹp nhưng cô cũng không biết ghen tuông gây sự. Gia đình hạnh phúc của Hồng đăng. Vợ chồng sống chung 11 năm, ngoài sự tình yêu yêu thương, cả hai còn thẳng thắn với nhau trong mọi chuyện. Nói về điều này, Hồng đăng cho biết. Từ hồi yêu nhau tới lúc cưới, tới giờ đã 12 năm, chúng tôi chưa từng có gia dấp hay cãi giả. Có vấn đề gì cần được đưa ra bàn luận, cứ đến cao trào, cảm giác không giải quyết được nữa là dừng, ngày xưa ai về nhà người nấy, hôm sau là hòa. Cũng như Hồng đăng, Hồng Diễm trong Hoa Hồng trên ngực trái cũng khiến fan xót xa vì chồng cắm sừng. Cô phải chịu đựng nỗi cay đắng khi gặp gỡ phải chồng vũ phu, ngoại tình và bị buông những lời cay đắng. Hồng Diễm trong phim Hoa Hồng trên ngực trái. Tuy nhiên, ngoài cuộc sống Hồng Diễm lại có cuộc sống bình an bên chồng và hai con đủ nết đủ tẻ. Cô lấy chồng khi sự nghiệp đang lên và kín đáo tiến cho đến tận hiện giờ. Hồng Diễm chưa bao giờ tiết lộ về chồng cũng như cuộc sống ngoài đời của cô. Nhưng chỉ nhìn những gì cô thể hiện trên trang cá nhân cũng đủ hiểu Hồng Diễm đang hạnh phúc. Cô khoa khéo chồng trên trang cá nhân và nhất quyết không chịu để chồng lộ mặt. Trong một bài phỏng vấn khi được hỏi về chồng, Hồng Diễm chỉ khiêm tốn chia sẻ, anh ấy luôn là một người đứng phía sau không ra mặt trước báo chí. Ngay cả tôi cũng chưa bao giờ giới thiệu về chồng hay gia đình mình trước công chúng. Đó cũng là điều anh ấy muốn và chúng tôi đều đồng thuận. Như tôi đã chia sẻ, tôi rất kinh hồn sự xáo trộn vì công việc mà ảnh hưởng gia đình của mình khiến cho mọi thứ đảo lộn. Chính vì vậy tôi luôn giữ gia đình là một khoảng lặng riêng cho mình. Không chỉ lặng lẽ đứng bên Hoàng hậu, chồng của Hồng Diễm còn biết góp ý với cô trong những dự án phim. Theo Hồng Diễm chia sẻ, cô soàn xỉn xuyên luận bàn với chồng trước khi quyết định nhận một dự án phim. Ngược lại, ông thôn chị cũng cực kỳ tâm lý, dành trọn thời gian cho Hoàng hậu đi theo đoàn phim. Thời điểm cả một đời ân oán đi quay xa, có nhiều lúc Hồng Diễm không có cảnh quay, chồng chị lại đưa các con tới thăm mẹ và cả gia đình cùng đi chơi. Hồng Diễm hạnh phúc bên hai con nhỏ. Hồng Diễm bảo chồng hiếm khi nào ngồi xem chị diễn, anh kinh hồn sẽ làm chị không thoải mái. Bù lại, anh rất chịu khó theo dõi phim của Hoàng hậu chiếu trên truyền hình, đưa ra nhiều nhận xét chân thành cho phim nhưng không bao giờ bình phẩm về diễn xuất của Hoàng hậu. Còn trong cuộc sống gia đình, Hồng Diễm nhận nghĩa vụ dạy dỗ nữ công gia chánh cho con gái. Phần con trai, cô giao tất cho chồng.